Em Thảo Audio Bình Dân xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Trần Thảo An Khang, một kênh YouTube chuyên audio giá bình dân. Và để phục vụ anh em yêu mến audio trên mọi miền Tổ quốc, hôm nay em sẽ làm clip này và giới thiệu lại đến quý vị và các bạn chúng ta đôi lò của hãng lớn Pioneer, và nó có model là HBM100 quý vị ha. Thì cái dòng HBM100 này thì cái dòng nó sản xuất cho thị trường, riêng cho thị trường Mỹ quý vị ha. Bên Nhật thì nó ít có cái dòng này. Đa số là cái dòng HBM100 này đều về từ công Mỹ vì ha. Và cái đôi lo này thì đôi lo HBM100 của mình nó thì phiên bản 100W vì ha. Nó có hai phiên bản 100 và 200W, phiên bản là phiên bản 100W. Thì đôi lo của mình về với hình thức là đạp xuất sắc vì ha. Và đặc biệt một cái là zin nguyên bản toàn tập luôn gì ha. Tiếng lo rất là đẹp, đều và đẹp. Thì trong clip trước mình cũng đã có giới thiệu chi tiết về đôi lo này rồi. Nếu quý vị và các bạn nào muốn biết về chi tiết đôi lo này, quý vị và các bạn truy cập vào kênh Trần Thảo An Khang và quý vị bấm vào chữ video, sau đó nó sẽ hiển thị tất cả các video của Trần Thảo An Khang từ lúc trước tới giờ. Thì quý vị rút xuống quý vị tìm kiếm, quý vị gặp đại cái tựa là HB100 đó, gì Pioneer HB100 nó thử delete vô, thì đó mình clip đó mình có quay là chi tiết đo kích thước thùng lo và soi nội thất cũ các thứ gì ha, và cũng có báo giá trên clip đó luôn rồi. Thì cái clip này thì mình mời anh em và các bạn chúng ta cùng nghe một đoạn nhạc do đôi lo HBM này thể hiện gì ha. Và giá thì sau clip này mình cũng sẽ giảm giá chút đỉnh nữa để phục vụ anh em. Nếu anh em và các bạn nào có yêu mến đôi lo HBM100 thì vì vui lòng liên hệ với Trần Thảo Khang, số điện thoại trên bảng nó gì ha, 0902 764 784, đó là số điện thoại của em. Rồi bây giờ thì để không để cho quý vị và các bạn chúng ta chờ lâu, em mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe một đoạn nhạc với ha. Nhạc thì em test nhạc và tấu vì các bạn cùng nghe nha. Đây mình hát một lò một đôi đi ha. Đấy, cái này là đôi JBL nè. Mình bỏ nè, mình hát một đôi HBM100 nó gì. Lò đẹp quá nhỉ, không chơi đâu được luôn. Đôi này nó quấn bass là ăn đứt mấy thằng JBL là bass to tắt mấy dòng 4312, 4311 này cho là các thứ gì ha. Mềm và đắt sâu giống như nghe đã lắm ta. Một cái bên tay phải nó hơi tối màu là do ánh sáng nó bị cái lò này nó che lại cho nên ánh sáng hơi tối giống như nha. Nói chung là mình nghe vậy là mình biết lo hoạt động chất lượng như vậy ha. Và tiếng thì thôi rồi, rất là hay cái gì. Bass xuống cắt sâu và lực như vậy nha. Đây nè. Gỗ lạng quá trời đẹp luôn vậy ha. Hâm gài mình để đây, mình kết phái đôi lo này ha. Mình để đây hâm gài mình để nghe và test nhạc rồi liu riu được chơi. Nay thì dự án mới của mình cũng sẽ sắp đến thêm một dự án mới nữa, cho nên là mình quay clip này để up lên đây xem có anh em nào mà cùng sở thích đôi lo HBM100 này không, thì liên hệ với Trần Thảo Khang gì ha. Lo bao xin nguyên bản
xin toàn tập luôn, và đặc biệt là quá trời đẹp luôn quý vị ha. Cái loa này thì khỏi chơi và chắc rồi, vừa nghe hay, bài đẹp và đẹp luôn. Quan trọng là chúng ta có chịu xuống tiền để chơi loa này không gì ha. Và shop Trần Thảo Khang Em thì bán giao lưu. Cái loa này giá rất là bình dân vậy ha. Chỉ lên quanh 20 thôi. Đấy, thì em nói gì thì gì biết rồi. Nếu các bạn nào muốn biết chính xác và thật sự là thích đôi loa này, muốn sở hữu nó để trải nghiệm chất áp nó thì liên hệ với Trần Thảo Khang. Số thoại 0902 764 784, em đã nói rồi đó quý vị ha. Đấy, rồi đến đây thì em cũng xin tạm dừng video. Nếu quý vị và các bạn nào đang xem kênh của Trần Thảo Khang Em nè, quý vị chưa đăng ký kênh, vui lòng cho em xin một lượt đăng ký để ủng hộ kênh Trần Thảo Khang của em gì nha. Em xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào video sau. Trước khi rời khỏi màn hình, đừng quên cho em xin một like quý vị nha.